Chị bữa hôm qua hình như em kéo này mà em quay nha. À bữa hôm kia chứ phải không? Hay là bữa hôm qua ta? Hôm kia. Ý là kéo đưa cái bình gì đó cho ông bầu cái tay mà em quay. Em nhớ luôn. Tay em bị viêm năng long á chị. Chị nhắc cho mày em nghe mày quay nhé. Tầm đó chị. Chị cứ đi ra đi hắn xong thì cho hắn ngồi dưới chờ chị cũng được. Sao đâu. Tiếng đó chị. Tại vì hắn còn đắp mặt đồ nữa mà. Dạ. Chị làm hết cái cửa lại giùm chị. Không chị nó, để chị nó đi rồi gì. Dạ. 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 Dạ, cũng đỡ đỡ đau hơn. Mụn vi mủ là sẽ đau như có cũng có mấy cục vi mủ hình đau lắm. Cô này bị rỗ nhưng mà nói chung đỡ hơn ông cô lớn này chị. Dạ. Chị ha, bay nó sợ không có chỗ ngồi gì nè. Mấy người đợi luôn. Chị ơi. Vô đây ngồi. Thôi chị vô đây ngồi đợi đi. Dạ. Vô đây đợi xíu chị. Phương vừa rồi là qua đây rồi phải không Phương? À, chừng mới qua đó hả? Vừa về đó về cái gì thì em mới nói là chị mới gọi điện đó kêu toàn là tên anh không. Bởi em bị nhầm kha em kêu là chứ anh nào giống nhau.
Bên kia hết chỗ rồi. Hay là mở đợi chị. Chắc là phải bật bên kia luôn. Ừ, bật bên kia để cho có người. Chị Trang ơi, chắc là bật bên kia luôn. Ừ, bật em qua em bấm lên thôi. Rồi nóng cửa lại xí lỡ thì vô cho chẳng nhanh. Chứ còn người khách còn nằm này. Mình biết hai cái hay ba cái rồi. Chắc hai rồi. Kéo vừa thôi. Ra cái nhậm ra cái lọng ly. Ra cái tưởng tượng kiểu ly á, kiểu cái tay kiểu giống như là ứng hợp với con người hơn. Nhân này ta lọng phúc, một phúc là lọng nhân. Ờ. Ừ. Thôi bữa sau thì chắc cho cái nước cái giấy ăn cắn nha. Dễ gì. Dễ ăn tráng. Dễ ăn tráng của hậu. Dễ ăn thế nào? Làm bằng tên không? Cũng có khả năng. Tại bây giờ chờ. Á Hà đặt cho chị thêm đồ giùm chị chưa? Đồng phục á. Chục bộ, chục bộ đi. Cái này đặt thêm để chị đặt nha, đừng có lộn xộn nha. Ừ, chị thấy. Đặt chỗ khác đi. Đắt hơn sẽ dùng được hả nè. Mắng hơi đau em nghe. Không bị chị thấy hơi bị sai sai. Mà giá cũng lấy mình dòng trước chị thấy rồi cũng cao rồi đấy chứ. Do cái kiểu họ may cho ông khỏe kìa. Thôi ông bên em bận ổn mà ông may đắt ổn á, một bộ nó không phải là 700-800. Ý ông may cho mình thì giá nó sẽ khác, nhưng mà thì không may thôi, đặt may mà. Nhưng mà may nó đâu có in. Thế không đắt ổn, cũng vô đó hả. Thôi đặt trên nó cho ông khỏe. Em đặt theo size đi, em đặt theo size ở trên mạng kìa, chờ đầy mà. Mình đặt màu bộ giống ri thôi, kiểu ri thôi, đặt thử.
Thôi, cứ đặt đại đi hả? Chị thấy chỗ mua như chỗ nào.